Re-entry permit là gì? Re-entry permit, giấy phép tái nhập cảnh, là giấy phép mà sở di trú cấp cho những người đã có thẻ xanh mà rời khỏi Mỹ hơn 1 năm được quay trở lại Mỹ. Giấy phép này chỉ có giá trị 2 năm kể từ ngày cấp, nên người có thẻ xanh không được rời Mỹ quá 2 năm. Ai cần xin re-entry permit? Thường trú nhân vì một lý do chính đáng nào đó mà muốn rời khỏi Mỹ quá 1 năm nhưng dưới 2 năm thì nên xin re-entry permit để được nhập cảnh trở lại Mỹ. Vì nếu thường trú nhân rời khỏi Mỹ quá 1 năm thì có thể sẽ bị tước thẻ xanh và không được nhập cảnh trở lại Mỹ. Re-entry permit giúp thường trú nhân không bị mất tình trạng di trú của mình. Làm sao để xin được re-entry permit? Để xin giấy phép tái nhập cảnh, quý vị cần nộp đơn I-131 cho sở di trú. Đơn này, quý vị phải nộp khi đang ở Mỹ. Nếu quý vị đang ở ngoài nước Mỹ, quý vị không được phép nộp đơn này. Giấy tờ cần thiết nộp cho sở di trú: một bản copy thẻ xanh, hai mặt. Đơn I-131 có kèm theo chữ ký sống. Lệ phí nộp đơn. Tiến trình nộp hồ sơ. Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, quý vị gửi bưu điện đến văn phòng sở di trú tại nơi đang cư trú. Sau khi sở di trú nhận được hồ sơ, trong vòng 1 đến 2 tuần, họ sẽ gửi giấy thông báo cho quý vị được biết là hồ sơ đã được nhận. Sau khoảng 3 đến 4 tuần, sở di trú sẽ gửi giấy hẹn đến để lăn tay chụp hình. Khoảng 2 đến 4 tháng sẽ có kết quả là hồ sơ của quý vị được chấp thuận hay cần bổ sung gì thêm. Tôi có thể rời khỏi Hoa Kỳ trong khi đang chờ giấy Re-entry Permit không? Sau khi thực hiện xin trắc học tại sở di trú xong, quý vị có thể rời khỏi Hoa Kỳ trong thời gian chờ đợi giấy Re-entry Permit. Quý vị có thể yêu cầu sở di trú gửi giấy chấp thuận đến Đại sứ quán, Lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở nước mà quý vị đến.